Trong cái vấn đề mà tu tập làm cả thay đổi một đời người là vì mình làm chủ được sinh già bệnh chết là một vấn đề rất khó khăn chứ không phải dễ. Từ ngày mà Đức Phật tu tập làm chủ bốn sự đau khổ này cho đến hôm nay, thầy dựng lại và thầy là người đã làm được những điều này, cho nên thầy mong rằng ở đây mấy con, người nào mà muốn làm chủ bốn sự đau khổ này sinh già mình chết thì cứ thưa hỏi được kỹ lưỡng để mình thực hiện cho được, làm con người như Phật dạy đó mới là xứng đáng là con cháu của Phật. Rồi mấy con có người nào thưa hỏi thì cứ thưa hỏi đi. Thưa hỏi đó, mấy con lưu ý cái phần này, đừng có lầm vòng cái chuyện này chuyện kia, chuyện đông chuyện tây, mà ngay vào cái chỗ tu tập mà thưa hỏi, đừng nói cũng mất thì giờ. Rồi, con khởi đầu đi con. Kính thưa thầy, kính thưa quý sư cô và quý thầy, thưa thầy, ở đây có 5 câu hỏi mà tất cả tu sinh thắc mắc và tu tập không đúng với cái những cái trường tu tập, nên có những cái thắc mắc kính xin thầy chỉ dạy cho tất cả chúng con được rõ. Kính thưa thầy, con xin đọc những câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, đối với tu sinh tu tập căn bản ở giai đoạn 1 tại tu viện, thầy dạy chúng con tu tập chánh niệm tỉnh thức bằng cách từ nhiếp tâm cho đến an trú tâm trên thân hành và thân hành ngoại là đi kinh hành hoặc thân hành niệm. Vậy thời gian tu tập bao lâu và kết quả như thế nào mới gọi xong giai đoạn 1? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ. Bây giờ con đọc lại từng đoạn để thầy trình
giải thích cho nó rõ từng đoạn một. Thôi, con đọc lại. Dạ. Con đọc lại đi. Dạ. Từng đoạn. Con xin đọc lại. Đối với tu sinh tu tập căn bản ở giai đoạn 1 tại tu viện, thầy dạy chúng con tu tập chánh niệm tỉnh thức bằng cách từ nhiếp tâm cho đến an trú tâm trên thân hành nội là 19 đề mục hơi thở, và thân hành ngoại là đi kinh hành hoặc thân hành niệm. Vậy thời gian tu tập bao lâu và kết quả như thế nào mới gọi là xong giai đoạn 1? Chính xin thầy từ vị chỉ dạy cho chúng con được rõ. Cái thời gian tu tập nó không phải lâu. Nó từ người nào mà tệ nó là 3 tháng, mà người nào mà giỏi thì người ta trong vòng tuần lễ là người ta đã xong cái giai đoạn 1. Tại sao mà biết cái đó giỏi mà biết cái đó dở? Người ta nhiếp tâm thì cái tâm người ta nó không có phóng cái niệm này niệm kia lăng xăng thì người đó giỏi. Còn người đó nhiếp tâm mà cứ niệm này niệm kia lăng xăng thì dở. Các con hiểu chỗ đó chưa? Rồi, con đọc tiếp. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Đối với tu sinh chuyên tu ở giai đoạn 2, thầy dạy chúng con khi đã đạt chánh niệm tỉnh thức thì phải triển khai tri kiến và gạn lọc tâm để sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Vậy thì chúng con có tiếp tục an trú tâm trên hơi thở và đi thân hành niệm nữa hay không? Hay trú tâm vào trạng thái không niệm để giữ tâm bất động kéo dài? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy chúng con. Ở đây không có trú tâm ở chỗ nào nữa, mà ở trên cái trí tuệ chúng ta để triển khai cái trí tuệ chúng ta ra, chứ không có trú tâm nữa. Trú tâm là gom tâm là cái giai đoạn đầu để chúng ta có cái nội lực. Sau khi chúng ta đạt từ 7 ngày hoặc là một tuần lễ 7 ngày hoặc là một tháng cho đến 3 tháng là cùng, không được tu cao hơn cái số thời gian đó. Bởi vì tu cao hơn nó sẽ lọt vào trong tưởng, nó làm cho con đường tu chúng ta sai. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta thấy tâm mình nhiếp được, gom được rồi thì đó là mình triển khai qua cái tri kiến giải thoát của chúng ta, chứ không được nằm đó. Mà không có được cứ hàng ngày cứ tu chai tu lì cái pháp đó thì cũng không được. Bởi vì tu thì phải tiến tới, chứ đừng có nói là tôi tu năm này tới năm kia mà cứ ôm pháp, pháp này tôi chưa xong tôi tu hoài đó. Thì như vậy là người đó tu riết rồi nó chai lì, và chai lì vậy rất uổng cuộc đời của họ, họ cũng chẳng tiến tới được cái gì cả, rất là uổng. Cho nên khi tu á thì phải thưa hỏi thầy cho kỹ lưỡng, chứ không khéo nó tưởng nó giải nó đủ lại, nó nghĩ mình tu được cái này tu được cái kia, sự thật là cái tưởng thôi chứ không phải là được cái gì hết. Cho nên có nhiều người ngồi cười khúc khích một mình, có nhiều người thế này thế khác thì đó làm những cái sai hết. Ở đây không có vui mà cũng không có buồn thì đó mới đúng rồi. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ ba. Thưa thầy, thế nào là bất động tâm trên tứ chánh cần, và thế nào là bất động tâm trên tứ niệm xứ? Xin thầy giảng dạy cho chúng con được rõ. Tứ chánh cần á, nói bất động tâm á, sự thật ra nó là nó bất động cái tâm ác. Bởi vì trong tứ chánh cần thì ngăn ác diệt ác sinh thiện trong tăng trưởng thiện. Cho nên vì vậy luôn lúc nào chúng ta cũng ở trên pháp thiện, chứ không có ở trên các pháp ác. Hãy khi mà có một niệm ác chúng ta biết ngay liền. Sau khi trải qua chúng ta đã có trí tuệ rồi, gom tâm được thì chúng ta đã có trí tuệ. Dùng trí tuệ triển khai ra để biết chúng ta đang ở trên ác pháp mà là thiện pháp. Để chúng ta diệt trừ tất cả các ác pháp, chúng ta chỉ còn duy nhất là thiện pháp mà thôi. Đó là cái chỗ tu hành của chúng ta. Chỗ này rất khó đó, nói thì dễ đó, chứ coi chừng là chúng ta sẽ lầm lạc đó. Cho nên càng tu cao đó thì mấy con đừng nghĩ rằng tôi tu vậy đó được, nó sẽ đưa các con đi vào trong những cái trạng thái tưởng, rồi tưởng mình là chứng này nọ kia đó, coi chừng sai. Càng tu cao thì càng phải được gần thiện hữu tri thức, một cái người kinh nghiệm đi qua trên con đường quằn quèo đó rồi, người ta biết cái chỗ đó là cái chỗ nó sẽ đưa đi vào cái gì gì ta biết trước hết.
chứ đừng nghĩ rằng tu vậy là được rồi. Cho nên có nhiều ở đây, có nhiều người tu rất lâu đều là bị kẹt trong đó, đó là sai pháp. Cho nên nó chẳng tu bây giờ tới 70-80 tuổi hay 60-70 tuổi mà rốt cuộc rồi chẳng có gì hết, mà cứ nghĩ rằng đó là mình được cái an an đó. Đâu phải đạo Phật đâu đi cầu cái an ổn đâu, đâu cầu cái an ổn đâu. Cho nên vì vậy mà đạo Phật làm chủ bằng tri kiến giải thoát của họ, bằng cái sự hiểu biết của họ, một cái pháp ác, một cái điều mà bất tại nguyện trong lòng của họ xảy đến, họ đều hóa giải bằng cái tri kiến của họ, cho nên họ giải thoát. Chứ họ hoàn toàn tri kiến của họ không phải nằm chết liệm đó, không phải đó. Mà nằm chết liệm nó coi chừng mình tu sai đó. Trời ơi. Câu hỏi thứ tư, kính thưa Thầy, những trường hợp như bị sắc tưởng, hành tưởng và kiến giải tưởng, v.v. đều do tu ức chế ý thức mà có hay do nguyên nhân nào khác? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Nó nhiều nguyên nhân con, nhiều nguyên nhân. Người ta tu, người ta cứ ngỡ, người ta tưởng, người ta chứng cái này, chứng cái kia, cái nọ là nó sẽ xảy ra tất cả những cái hiện tượng đó. Nó nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải là... Đó là cái tâm tham dục chúng ta cầu. Chưa hết, chúng ta tu không cầu gì hết. Người ta chửi tôi không giận, đó là chứng đạo. Dễ dàng quá, đạo Phật đâu phải là khó. Người ta chửi mà chúng giận mà. À, mình biết khá pháp vô thường rồi, có gì đâu mà giận người ta. Đây là nhân quả. Đời trước, hoặc là đời trước nữa, mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi mình, có gì đâu, mình bây giờ mình phải là giận người ta. Điều đó điều sai. Cho nên do đó mình nhờ mình có cái tri kiến hiểu biết nhân quả, vậy mà mình giải thoát hoàn toàn đó. Thưa Thầy, câu thứ 5. Thưa Thầy, có những tu sinh xin phép Thầy chỉ dạy riêng theo đặc tướng của họ. Vậy thì với số chúng đông như thế và vì sức khỏe của Thầy, chúng con phải sắp xếp ra sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đặc tướng riêng, hãy nhìn cái gương mặt của họ trước tiên. Cái đầu họ nó đặc biệt, nó khác lạ, nó dài như thế này hoặc nó ngắn như thế này. Nó phải có đặc tướng riêng thì nó phải có cái riêng của nó chứ. Thì mấy người đó phải được hỏi riêng Thầy. Còn mấy con điều điều vậy thôi, hỏi Thầy chi? Người nào cũng vậy hết, phải không? Bây giờ thầy nhìn ở trong số mà các con, Thầy biết cái người nào có đặc tướng riêng rồi đó. Mà Thầy gọi thì mấy người đó nên đến với Thầy. Còn Thầy không gọi, Thầy biết là đặc tướng chung nhau chứ không có gì. Thành ra cứ đưa một pháp mấy con tu. Còn đặc tướng riêng đó, thì đó là phải tu đặc biệt con. Đây là những câu hỏi của quý tu sinh, kính xin Thầy chỉ dạy cho các con rõ. Kính thưa Thầy, cho phép con được hỏi. Kính xin Thầy giảng kỹ cho con về niệm đưa đến cho tâm thanh thản an vui và làm sao để luôn có mặt những niệm này. Kính xin Thầy chỉ dạy. Đó là một quá trình tu tập chứ không phải là muốn mà có được. Nghĩa là Thầy dạy như thế nào bắt khởi sự, tu như thế nào thì mình phải tu như thế nấy, chứ không phải bây giờ muốn cái nó nhảy vô đó nó nằm nó được đâu, không phải đâu. Câu hỏi thứ 2, kính thưa Thầy, làm sao để tâm nhanh chóng thấm nhuần một lý nào đó? Kính thưa Thầy, ví dụ như lý nhân quả, lý thân bất tịnh, lý vô thường, vân vân, kính xin Thầy chỉ dạy. Cái đó là mình phải dùng cái tri kiến giải thoát của mình quán, mình đem cái đề tài đó, mình tư duy suy nghĩ. Từ mình tư duy suy nghĩ con người cho đến loài cỏ cây, rồi vạn vật, rồi không khí, thời tiết. Nghĩa là biết bao nhiêu cái nhân quả, cái vũ trụ của chúng ta xung quanh, chúng ta phải thông suốt. Bây giờ Thầy hỏi mấy con chưa trả lời được, thì hỏi như vậy là mấy con có thông suốt nhân quả đâu, không có thông suốt. Thầy nói tại sao mà trời hôm nay trong mà hồi nãy có đám mây,
Con nói thì nghe coi lý nhân quả nó sao kỳ vậy. Không? Thế con giải được thì đó là mấy con đã thông suốt chứ sao? Mà thông suốt là thông suốt cái lý nhân quả của mấy con. Mà mấy con giải không được, tức là mấy con chưa thông suốt lý nhân quả. Các con thấy chưa? Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà không triển khai cái trí tuệ mà ngồi ù lì như một cục đất đó thôi. Rồi rồi, thầy đi vô thầy thấy gốc cây nào cũng có người ngồi, thầy nói thôi, cái này thành cục đá, gốc cây ráo đâu còn gì đâu. Thành nó sai hết mấy con. Ta ngồi đây mình ta không buồn, không vui, thấy thanh thản an lạc. Mà ta không cần nói chuyện ai hết. Còn cái con ngồi mình ta buồn buồn chạy lên kia nói chuyện thôi, mấy người đó thôi hết tôi luôn. Bởi vì vô đây người ta trắc nghiệm mấy con là ở chỗ cái pháp độc cư sống một mình. Người nào sống một mình được, sống thấy buồn quá thôi đi vòng. Đi vòng mấy con đi từ đống đá kia đi vô đi ra đi vòng vậy thì coi như là mấy con phá độc cư mình rồi. Thì như vậy tu cái gì ở đây? Thì nói mình không nói chuyện với ai thôi, mà tự mình phá độc cư mình. À, bây giờ ngồi đây nghe sao muốn đi thì coi chừng à, phá độc cư đó. Nó ngồi đây nó buồn rồi, nó muốn đi phá độc cư nữa đó. Nó đi ra kia nó dòm nhìn ngó này cho nó vui đó. Mấy con phải hiểu được cái tâm trạng, cái tâm lý của mình chứ. Tâm trạng của mình này mình không hiểu gì hết, chứ mình làm theo nó. Đây mình chỉ ra đống cát, mình có làm cái chuyện gì đâu mà gọi là lỗi hoặc phạm giới gì đâu mà. Nhưng mà lỗi với mấy con, con đã phá độc cư của mấy con rồi. Còn ví dụ nhà cửa người ta cất kệ người ta, mình tu không chạy dồn nó làm gì, vậy mình mới tu chứ. Thấy người ta cất cái mình chạy coi ngày cất rồi chưa, trời cái nhà này cất đẹp, thì như vậy là mình chạy theo các pháp thế gian chưa đúng. Tu mà mấy con tưởng mình đi kinh hành nó nhiều tốt, đâu có tốt đâu. Đi phá độc cư mình chứ gì, đi đặng mắt mình ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui. Mặc dù bây giờ mấy con không ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui, nhưng mấy con đi mấy con ngó xuống đường, đoạn đường này nó khác đoạn đường kia chứ đâu phải giống nhau. Nó cũng phá độc cư của mấy con rồi đó. Thầy nói chỉ một chút xíu thôi, nó cũng phá độc cư mình rồi. Mà phá độc cư rồi thì tu làm sao tu tới đâu, không tới đâu. Tu nó không khó, mà phải được gần thiện hữu tri thức, phải thưa hỏi kỹ, phải chấp hành lời dạy. Này thầy dạy anh rằng mấy con tu nẻo thôi rồi, nào là ông đức thầy dạy vậy, nay 3 năm thầy dạy còn đây. Thầy dạy trước đấy 3 năm cho nhóm người đó chứ đâu phải dạy mấy con. Bây giờ mấy con lục là mấy con tu, trời đất ơi, mấy con tu 3 năm trước à, vậy là mấy con tu sai. Kinh sách là viết để lưu lại chứ không phải viết để cho mấy con tu, mà người ta lưu lại để giữ những cái tài liệu. Còn tu là phải có người hướng dẫn. Bởi vì tu mấy con thấy nó có cái quy lực của nó đặc biệt, quá đặc biệt. Muốn chết mình nằm xuống bảo tĩnh chỉ hơi thở, thở nhẹ nhẹ nhẹ, dừng thở dừng. Rồi đâu mấy con làm thử thôi, nếu được thì xong, mà không được thì chưa xong, có vậy thôi. Còn giờ đó mấy con ra cái mồ người ta mới vô mà mấy con kêu vài ba người móc lên đem cái xác nằm ra, mấy con kêu thở 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 hơi. Cái người đó chết ta trùng 3-4 ngày rồi, người đó họ thở cái họ ngồi vậy. Lúc bây giờ họ nói ma đó, họ chạy tứ tung, có ai không, họ sợ chứ đâu phải. Tại cái năng lực của cái người tu, người ta muốn chết chết, muốn sống sống,
mà cả người ta muốn cho cái người đó sống sống mà cho cái người đó chết chết. Nhưng người ta làm, người ta biết nhân quả rất rõ, cái người này nhân quả hết, họ phải chết thôi. Họ đâu có, đâu cần gì mà phải làm cho họ sống làm gì. Sinh tử là cái việc bình thường. Hôm nay với một số các con về đây được nghe thầy nói những cái phương pháp của đạo Phật quá đặc biệt mà nhắm vào con người. Đạo Phật là đạo của con người, cho nên nhắm vào con người để dạy con người làm chủ những cái đau khổ của chính bản thân họ. Thế mà chúng ta làm người là khó rồi, mà được Phật Pháp còn khó hơn. Thế mà được Phật Pháp nữa, vậy mà không tu. Ôi thôi, cứ lo ăn, bữa nay sao nấu ăn dở quá, canh gì mà nấu mặn quá, mình ăn cho sống chứ, mình ăn cho ngon sao. Cho nên ai cho ăn gì ăn cũng được thôi, miễn sống thôi. Thầy ở trên Hòn Sơn ăn toàn lá cây, có chết chỗ nào đâu. Bò ăn cỏ, nó có chết con bò nào đâu. Có ai không? Mà gương của thầy nó còn ràng ràng đó. Ai lên Hòn Sơn cũng thấy cái chỗ thầy còn mà, Bạch Vân Am, chỗ thầy ở trên đỉnh Hòn Sơn mà. Nó còn y chang, nó chứ đâu mất cái chỗ nào đâu. Thế mà một thân một mình thì dám ở giữa biển, giữa hòn như vậy mà sống tu. Còn bây giờ ở đây mấy con có bè, có bạn, có thầy, có tổ, tu hành sung sướng quá, cơm ăn ngày nào cũng đâu có sợ đói. Còn thầy đâu được vậy. Vậy mà vậy đó. Tu hành phải gan dạ, phải có ý chí dũng mãnh mới vượt qua được chính mình. Rồi con đọc việc nữa. Kính thưa thầy, con viết thư trình thầy, con không đúng hẹn của thầy với lý do con đã hẹn với cô Trang và cô đã nhận lời trước khi thầy cho viết thư xưa hỏi. Nhưng mãi hôm qua cô mới cho biết là viết thư cho thầy, thầy trả lời ngay. Còn cô rất bận, vậy con mong thầy chấp nhận thư con bị chậm một ngày. Con xin thưa hỏi với thầy. Câu thứ nhất, người mới tu không có trách nhiệm, chưa có đủ tư cách và chưa hiểu biết các pháp, bản thân còn chưa tu được. Hôn trầm nặng, phóng dật sang khu chuyên tu đã bị trả về nơi tiếp nhận. Một thời gian ngắn lại trở về bên chuyên tu làm công tác kiểm tra, theo dõi người chuyên tu. Lâu năm có được không thưa thầy? Được, khi mà mình tu mà không được thì mình đi vào cái khu mà người ta tiếp nhận để người ta sửa những cái sai của mình, để cho mình tu cho nó đúng đắn, người ta mới tuyển chọn cho mình đi vào cái khu mà chuyên tu. Chứ mình vào khu chuyên tu đó, mình vào đó mình tu chẳng ra gì, mình làm động người ta không có được. Cho nên ở đây tu nó phải có từng cái giai đoạn. Ví dụ như mình mới đến tu thì người lạ thì người ta cũng xem xét họ tu cái pháp môn nào, pháp môn đại thừa nào, hoặc là pháp môn của thầy, thì người ta thấy người đó tu được tới cái giai đoạn nào thì người ta mới chuyển cho họ. Còn họ chưa tu tới được gì hết. Có nhiều người nói thì hay lắm, nhưng mà rốt cuộc nói không à, chứ còn tu tập chưa tới gì hết. Sau thời gian ở, người ta thấy gục lên gục xuống, người ta biết rõ ràng là cái người này nói dối không có thật. Cho nên như vậy mà người ta đâu bao giờ mà cho mấy người đó vào khu chuyên tu để làm động người khác. Cho nên chọn người mà vào khu chuyên tu rất khó, chứ không phải dễ. Rất khó. Thưa câu hỏi thứ hai, một người có thể bị nhiều người theo dõi mà không biết nguyên nhân, mục đích của lãnh đạo, không biết sai phạm mình bị theo dõi là vì sao? Để kính xin thầy cho con biết những lý do. Người ta theo dõi mình tức là người ta giúp mình tu, tại vì mình không biết ơn. Còn nói người ta theo dõi, ta theo dõi mình để người ta bắt mình vào tù hay làm gì mình. Bởi vì người ta lưu ý đến mình tức là người ta muốn mình tu tốt, thì mình luôn luôn mình nhớ biết ơn, đặng cho mình có người theo dõi, đặng cho mình tỉnh táo, mình ráng mình nỗ lực mình tu cho tốt, nên biết ơn. Còn khi mà người ta đi, thấy người ta đi ra khỏi rồi đó, thì mình quỳ xuống đảnh lễ cái người mà đi theo dõi mình, chứ đừng nói là tôi thi ghét, thì không tốt.
Dạ, kính thưa thầy, câu hỏi thứ ba. Kiểm tra theo dõi là người bị kiểm tra đi đâu thì người kiểm tra đi theo đó. Khi ngồi tu thì đi đi lại lại trước mặt bật đèn ở thất trước mặt ngồi theo dõi giống như người cai tù coi phạm nhân, có được không thưa thầy? Được, vậy tốt. Ta chịu khó thì em không tốt được. Không cho mình tỉnh mình tu mà. Còn không có nó coi chừng mình lén mình ngủ gục. Thưa thầy, câu hỏi thứ tư. Người đi kiểm tra có quyền được nói chuyện với người bị kiểm tra không? Và ngược lại, người bị kiểm tra có được hỏi những điều muốn biết để người kiểm tra giải thích không? Ở đây, người kiểm tra bảo phải im lặng, không được nói, kể cả hai người như vậy. Thế làm sao biết họ kiểm tra cái gì sai mà sửa? Kính xin thầy chỉ dạy. Người kiểm tra thì người ta được quyền, người ta nói, người ta dạy, người ta hướng dẫn mình. Còn cái người bị kiểm tra thì không được hỏi cái gì hết. Chỉ có mình đến, mình gặp thầy, mình thưa hỏi, tôi bị kiểm tra bữa đó, đêm đó như vậy. Không biết tôi, con tu sai cái gì, mong nhờ thầy chỉ cho con biết cái chỗ đó, rồi con sửa để con không có làm cực khổ cho cái người kiểm tra con. Như vậy mới được đúng. Chứ thấy người ta kiểm tra mình thấy ghét, lúc nào cũng có mặt theo theo vậy. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ năm. Kiểm tra với mục đích giúp cho người phạm lỗi tốt lên, cho nên phải chỉ ra những sai phạm và về giới lẫn về pháp hành. Thế mà lại không nói, hỏi không cho hỏi, vậy thì đâu có ích lợi gì mà còn làm xấu đi. Người tu sĩ bị động, bị phong dực vậy, con thấy những người đó nên quay về tu cho chính mình thì tốt hơn, khỏi lãng phí thời gian vô ích, chỉ ăn hại cơm của Đà Na thí chủ. Kính thưa thầy chỉ dạy. Cái người mà người ta kiểm tra mà hỏi người ta để chỉ dạy cho mình tu tập này kia mà người ta không chỉ dạy, là biết người ta kiểm tra cái độc cư của mình độc cư chưa trọn vẹn, cho nên vì vậy mà người ta không có nói, hỏi gì người ta không trả lời, tức là người ta chứng tỏ cho mình biết là cái độc cư. Mà tại vì cái người đó chưa có trí tuệ thông minh, cho nên chưa hiểu cái nghĩa của cái người kiểm tra. Đã kiểm tra người ta mà còn nói chuyện ôm sòm sao được. Cho nên hỏi gì tôi làm thinh ấy, nhưng mà tôi cứ theo dõi hoài. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ sáu. Khi tu đã tỉnh thức rồi thì có cần phải nhất thiết ngồi nhiều hay đi nhiều không? Thưa thầy, vì người kiểm tra mới chưa hiểu biết nên cứ muốn phải đi nhiều mới là tốt, chứ họ không hiểu tùy lúc, tùy chỗ. Kính xin thầy chỉ dạy. Mình tu mà tỉnh tốt á, thì nó không có gục. Còn mình tu mà không tỉnh tốt á, thì nó gục hoài à. Cứ để ngồi thôi nó gục. Cho nên cái sự mà tỉnh mà nó tốt á, nó không có gục á, thì người ta không có cần nhắc nhở mình đâu. Người ta kiểm tra cho mình tỉnh thôi. Còn nếu mà mình mà tu mà cứ gục á, thì người ta kiểm tra, ta muốn nhắc nhở cho mình, chứ không có gì hết. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề mà kiểm tra nó cũng rất là khổ. Có lúc thì cần nói thì chúng nói, nhưng mà có lúc không cần nói mà nói thì nó lại chính người kiểm tra lại sai phạm. Cho nên người kiểm tra người ta không nói, mà người ta tìm mọi cách, người ta đánh thức bằng cách bất động tâm. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ bảy. Hiện nay người bị kiểm tra theo dõi cũng chưa biết mình phạm lỗi gì mà có tới 5 người theo dõi kiểm tra. Con muốn thầy cho biết rõ lỗi để con tu sửa, để tu cho kết quả tốt hơn. Vậy tôi dạy lỗi nhiều, cho nên có 5 người theo. Vậy thì mình phải biết mình có lỗi nhiều rồi. Cái này phải tìm hiểu qua thứ coi mình lỗi gì trước tiên, mà tới 5 người theo. Cho nên mình phải thưa hỏi thì cái người kiểm tra người ta không nói, nhưng mà mình hỏi cái vị thầy mà hướng dẫn á, không biết mà con cái lỗi gì mà 5 người theo kiểm tra con dữ vậy. Thì cái vị thầy người ta sẽ hướng dẫn cho cái lỗi của mình, để cho mình thấy cái lỗi của mình. Chứ còn người ta không nói, người ta nói tức là người ta sẽ phá cái độc cư mất rồi. À,
Kính thưa thầy, cái câu hỏi của một của cô Ngọc Huệ. Con là Ngọc Huệ. Mỗi lần thầy lên pháp tòa, con nhìn xung quanh thầy như có một bóng đèn điện phía sau. Thầy đang sáng, ánh sáng hình cầu hướng lên trên. Ở giữa hình cầu có một phần hình, có lúc như hình quả đào, có lúc như ngọn đuốc. Có đường biên giữa ánh sáng chung và phần này. Con hiểu đây là từ trường của thầy, của Phật, nhưng sao ánh sáng không đồng đều? Và có phải con bị tưởng không? Thầy từ mẫn cho con được rõ. Đó là tưởng con dữ tợn lắm. Thầy ngồi đây mà hào quang ở chỗ nào thầy cũng không bao giờ đâu mà thấy sáng ở sau lưng thầy. Thì đó không có tưởng nặng luôn. Dạ, và thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Trưởng Lão Chân Như A La Hán. Kính bạch thầy, theo nhận xét của con thì tất cả ai vào đây tu tập cũng từng đọc sách, nghe băng đĩa, xem trên mạng những kinh sách và bài giảng của thầy. Thế nhưng chẳng mấy ai nắm rõ được hạnh ăn ngủ độc cư. Thậm chí đến những người tu lâu năm trong tu viện, những người từng học lớp chánh kiến, thế mà cũng chẳng nắm được ba hạnh quan trọng này. Có người còn bảo thầy dạy độc cư chứ không phải độc câm, cho nên có quyền ra dấu ra hiệu. Ngày xưa ba vị tôn giả sống ở khu rừng Sừng Bò cũng nói chuyện ra dấu ra hiệu vậy. Vậy con kính xin thầy giải thích. Giải thích cho ba vị tôn giả. Dạ. Sống ra dấu. Ba ông già điên nữa mà cũng đem ra nói nữa. Trong cái thời Đức Phật á, người ta sống bất đồng tâm. Còn ba cái người này đã sống riêng biệt trong một khu rừng Sừng Bò rồi. Thì mình sống có sao, mình sống vậy, bây giờ gỡ sống mình lấy gì ra dấu. Còn này ba người sống còn ra dấu này kia nọ nữa. Bởi vì đọc tới kinh chỗ này thầy mới thấy kinh viết tầm bậy. Con hiểu không? Viết như sai rồi, phỉ báng Phật Pháp quá rõ ràng rồi. Cho ba vị tôn giả trong thời Đức Phật phá độc cư một cách rõ ràng. Vậy mà người sau cứ đọc tới đó nghe hay à, ra dấu đồ cầm ra dấu, nói hay nói đại cho rồi đi, ở nó ra dấu rồi. Thầy không chấp nhận cái điều đó đâu. Làm gì thì làm, mình có miệng để nói chứ đâu phải không miệng sao mà ra dấu. Mấy người cầm người ta mới ra dấu mà. Cho nên đó là cái sai mà. Cái sai của người sau đã viết kinh làm sai, chứ không phải là kinh Phật sai. Người sau viết sai mà không ai chỉnh đốn lại. Thầy thì nói chung là chỉnh đốn quá, Đại Thừa ghét thầy. Mà nên là thầy nói ít ít thôi. Chứ mà thầy nói nhiều, chắc là bây giờ chắc thầy cũng chưa không có ngồi đây đâu. Cho nên mấy con nhớ thầy dạy sao ráng tu. Giải thoát dễ hơn chết à. Ta chửi mình không giận thì giải thoát chứ có gì đâu. Ai bị giận? Giận có khổ không? Khổ. Vậy thì không giận phải sướng không? Có nhiều đó thôi, có một chút đó thôi. Không giận, không buồn, không phiền, thương yêu và tha thứ. Đủ rồi. Thì Đạo Phật từ bi hỷ xả. Hỷ xả là tha thứ chứ có gì. Từ bi là thương yêu chứ gì. Thầy giờ Việt Nam thầy không dùng ba cái từ ngữ của Trung Quốc. Cho nên thầy nói thương yêu tha thứ. Còn Trung Quốc là từ bi hỷ xả. Có phải không? Cho nên thầy không phải là người Trung Quốc. Cho nên không có từ bi hỷ xả gì hết. Ở đây thương yêu và tha thứ à. Có thương yêu và tha thứ. Mà không thương yêu thì không tha thứ. Thì mấy con thử thôi. Mình thương người đó thì mình tha thứ. Người đó có lỗi làm mình tha thứ dễ. Còn mình không thương thì ghét. Phải không? Cho nên vì vậy nó kinh sách đọc khéo léo đó mấy con. Chứ người sao tim thắt nhiều lắm. Tăng sao thất bổn. Thầy có lúc thầy cũng sửa nhiều, nhưng mà thầy nghĩ một mình sửa chưa, phải được một số người tu chứng rồi sửa phụ với thầy thì không ai dám nói. Còn mình thầy sửa, họ nói thầy muốn sửa hết kinh Phật, cho nên nó khó khăn.
tốt hơn thì chờ mấy con tu chứng mình xuống nhau mình sửa lại kinh Việt Nam, không có xài kinh Trung Quốc nữa. Xài kinh Việt Nam, mình người Việt Nam xài kinh Việt Nam rồi. Còn người Trung Quốc qua đây đọc kinh Việt Nam thấy hay quá thì họ sẽ theo kinh Việt Nam họ tu. Dạ, vậy kính bạch thầy, như vậy là cái hành động mà ra dấu ra hiệu đó là gặp nhau mà cười nhau cũng là phá độc cư phải không bạch thầy? Cũng phạm nữa. Bởi vậy thầy nói không có hành động gì hết, nó nghĩa là phạm độc cư hết rồi. Ra dấu nè, cười nè, cái gì đi nữa làm cho người khác lưu ý mình đó là phạm độc cư hết. Dạ. Không có được làm hành động gì hết, độc cư là độc cư, vậy mới thật sự độc cư. Dạ, kính bạch thầy, hôm nay chúng con có đôi lời muốn trao đổi cùng đại chúng. Chúng con kính xin thầy hoan hỷ cho phép. Được mà. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, chúng con biết công việc chúng con đang làm hiện giờ là kiểm tra, có nhiều sự va chạm. Có người khi được nhắc nhở thì cảm ơn sửa đổi, có người khi được nhắc nhở thì đem lòng buồn giận quán trách. Cho nên hôm nay chúng con xin trao đổi cùng đại chúng và điều sau đây. Một, chúng con làm đây là dựa trên giới luật, nội quy của Phật, của Thầy đưa ra, chứ chúng con không hề thêm bớt gì theo ý của mình cả. Hai, chúng con làm đây là để phụ tiếp Thầy, để giữ gìn giới luật, nề nếp, nội quy của tu viện, để mọi người tu tập nghiêm chỉnh, có lợi ích cho mình, cho người, để xây dựng lại chánh Phật pháp. Ba, chúng con làm việc không vì tư lợi cá nhân, nên ai thương cũng không mừng, ai ghét cũng không buồn. Miễn sao giới luật được mọi người giữ gìn nghiêm chỉnh, bởi vì giới luật còn là đạo Phật còn, giới luật mất là đạo Phật mất. 4. Chúng con bị chê bai chỉ trích là nghiêm khắc, khó khăn, cứng nhắc, vân vân. Hãy nhìn lại những người chê bai này xem, toàn là những người phạm giới, phá giới. Có người vào tu viện, tu tập từ lúc đến cho tới lúc về, họ giữ gìn ba hạnh thật tốt. Chúng con không hề bước chân đến thất người đó, trừ khi có hữu sự. 5. Chúng con luôn bảo vệ sự tu tập, giữ độc cư cho mọi người. Không khi nào chúng con lợi dụng công việc của mình mà đi từ thất này đến thất khác để nói chuyện, tâm sự, kể lệ, phá độc cư của quý vị. Luôn luôn giữ an ổn cho quý vị tu tập. Quý vị hãy xét lại xem có đúng như vậy không? Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, chúng con ban ngày thì nghĩ làm sao cho đại chúng ăn được no lòng, ngon miệng, đầy đủ sức khỏe. Ban đêm thì nghĩ cách nào cho các vị tu tập được tốt, được an ổn, tinh tấn để đạt được giải thoát. Những điều trên đây là tâm nguyện thật lòng của chúng con. Một lần nữa, chúng con chỉ tha thiết cầu xin đại chúng hãy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh để không phụ ơn Phật, ơn Thầy, ơn Đà Na Tính Thí. Nếu vị nào xa lìa giới luật, xa lìa thiện pháp, thì ác pháp sẽ đến với quý vị ngay. Nếu chúng con có nói gì sai sót, thì kính xin đại chúng hãy hoan hỷ mà đại xá cho chúng con. Hôm nay, trước mặt Thầy, trong công việc chúng con làm hàng ngày, đại chúng thấy có gì không vừa ý, hài lòng, hoặc cảm thấy bị ức chế về ban quản lý, thì xin quý vị hãy đóng góp nhắc nhở để trao đổi để cùng nhau xây dựng. Dạ, như vậy thì con kính xin quý vị có gì sai sót thì xin đại chúng hãy có ý kiến để trước mặt thầy rồi thầy sẽ chỉ dạy luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngồi xuống đi con. Mấy con có góp ý với nhau để mình cùng nhau mình rút tỉa những cái hay để cho mình tiến tu trên con đường tu tập. Tiếp tục những câu hỏi của các tu sinh. Kính thưa thầy, khi bị ác pháp tấn công như hôn trầm, họ cổ vân vân đến, con ngồi tác ý đuổi hoặc phá bằng đi kinh hành, con cảm nhận thân con nóng lên và toát mồ hôi, và lúc đó thọ cổ và hôn trầm nó đi, nhưng không bao lâu nó lại quay lại, hiện tượng nóng lên là sao? Xin thầy chỉ dạy. Cái hiện tượng mà nóng lên đó đều là do tưởng mấy con. Được. Bởi vì tất cả những cái đó con có đuổi đi nữa rồi mà không thấy có cái gì mà xảy ra trong thân của mình.
còn có cái gì mà xảy ra trong thân của mình điều qua một cái tưởng của mình nó hiện ra để mà nó làm cho một cái trạng thái kia đi để lại cho cái trạng thái này cũng như thay thế vậy thì cũng không tốt mấy đâu, bỏ đi. Nghĩa là bình thường là tốt, bình thường tâm thị đạo mà. Nên Đức Phật nói rồi, mình sống bình thường không có trạng thái gì trong này hết, không có cái gì hết thì đó là tốt, mà có cái gì là xấu cũng tốt. Tu tập là phải ghi nhớ những cái điều đó, sống bình thường, cái gì mình cũng thấy, cũng biết, cũng nghe, cũng hiểu hết, chứ không có điếc lá, không biết cái gì hết, không phải, cái gì cũng biết, cũng nghe, cũng thấy hết, nhưng mà không dính mắc một cái gì hết, không chấp một cái gì hết, thì đó là giải thoát. Kính thưa Thầy, câu hỏi thứ hai, tâm con lúc nào cũng muốn ngồi thanh tịnh, ở trong vườn cây, hay bóng nhôm của cây, ngồi trong thất, nhìn bức tường, hình như tâm ức chế, vì thế con cứ ra ngoài ngồi, trường hợp này như thế nào? À, trường hợp đó là không, coi như là sai rồi, bỏ, không có tu tập, sống bình thường, nghĩa là bình thường tâm thị đạo mà, con này là phải bằng cách này bằng cách khác thì không được, bỏ xuống, mình sống bình thường cũng như bây giờ, các con ngồi đây với thầy nè, bình thường nè, ai nói gì cũng nghe, ai làm gì cũng biết, cái tâm của mình nó không ở trong thiền định mà không luôn tâm ở trong hơi thở, nó không có chỗ nào hết, bình thường. Ai làm gì cũng thấy biết hết. À, chú kia chụp ảnh nào, quay phim là cái gì cũng thấy biết hết. Nhưng mình không dính mắt, mình nói chụp như vậy không được, để tôi lên tôi chụp thì cái này là trật. Có vậy thôi. Đó làm sai. Còn mình không có dành, không có ham cái thứ đó. Dẹp tôi ngồi chơi, tôi là người lười biếng nhất, người vô sự nhất, nghĩa là ngồi chơi, đó là giải thoát quay. Thưa thầy, câu hỏi thứ ba, khi ở tu viện thức dậy 2 giờ sáng, ở nhà con thức 3 giờ, vậy con có phải thức dậy 2 giờ như ở tu viện không? Thưa thầy chỉ dạy con liên trung. À, bây giờ về giờ khác, tức là giờ khóa tập làm chủ giờ khóa, tức là làm chủ thân tâm của mình. Mà giờ ở nhà khác mà ở trong tu viện khác thì không được, phải giống y nhau. 3 giờ là 3 giờ mà 2 giờ là 2 giờ, 4 giờ là 4 giờ, lúc nào ở đâu cũng vậy. Nghĩa là cái giờ khác là làm chủ được thời gian, là làm chủ được thân tâm của mình. Còn mình bây giờ mình tính làm chủ, đi tìm cách thức làm chủ sinh già bệnh chết, mà thời gian không làm chủ thì thôi, cái chuyện này không bao giờ có, cái chuyện mà làm chủ sinh già bệnh chết được đó. Kính thưa thầy, đây là câu hỏi của con là thích nữ Nguyên Hạnh. Con có một số câu hỏi chưa thông hiểu, kính mong trưởng lão chỉ dạy cho chúng con. Con kính thưa thầy, câu thứ nhất, trong giai đoạn này chúng con có xả sạch hoàn toàn được tâm si không? Có người bảo khi nào tới tứ thiền mới sạch, con kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Tứ thiền không có xả, mà tứ thiền kẻ ở trong tứ thiền. Bởi vì tứ thiền là còn thiền thứ tư mà, thành ra nó còn dính ở trong đó mà làm sao mà xả. Cho nên vì vậy mà coi như là mấy con chưa có xả gì hết, hoàn toàn chưa có xả cái gì hết. Còn dính còn kẻ hết. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi sẽ tu tứ thiền. Tứ thiền là cái mục đích tứ thiền của chúng ta để thực hiện thần thông tâm minh, chứ đâu phải là tứ thiền để mà giải thoát đâu. Mục đích đi tìm thần thông. Mấy con còn tham đắm dữ lắm, muốn bay trời, còn muốn làm chim, mai mốt mọc cánh làm đi. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ hai, xả tâm trong trạng tham ăn, tham ái, xả tham ngủ, tham dục, tham lạc, tham khổ, xả tâm sân hận. Trong 7 trạng thái chính này, còn cái niệm linh tinh tào lao nữa, nổi lên không phát hiện, nên còn con hay hết niệm, chỉ có khi nào xả hết sạch các niệm tự động, 6 căn nó quay vào, thì chúng con
mới biết là sạch. Niệm có phải như vậy không? Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy. Không, xá niệm mà còn niệm đâu mà biết. Bây giờ không còn niệm đi ra kia đụng cái cây sao? Phải còn niệm chứ. Niệm là tôi biết cái cây kia tôi đi tôi tránh chứ. Thế con tưởng xả hết niệm là thành Phật. Phật là còn vô niệm đâu đó. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Niệm đủ thứ niệm hết. Không có thiếu cái niệm nào hết à. Mà niệm nào cũng giải thoát, không có dính mắc, không có buồn khổ, không có rên la, không có khổ sở như mà chúng ta. Giờ có cái gì mà làm chúng ta đau khổ thì rên la, còn ông Phật á, cái gì làm đau khổ, ông thấy đó là thường thôi, đâu có cái gì đâu mà đau khổ, không có gì hết. Cho nên vì vậy đó, thì mấy con phải sống như Phật, thì nó sẽ giải thoát chứ có gì đâu. Đừng sống như chúng sanh, đúng cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết, rồi dính mắc những cái biết đó hết thì không tốt. Thấy cái gì cũng biết hết nhưng mà không dính mắc cái gì hết. À, bây giờ thấy cái nhà này có tốt quá, thôi tốt của mấy người, chứ tôi không có cái nhà nào hết. Mai mốt tôi chết rồi cái gì tôi cũng trả hết, tôi không có gì hết. Rõ ràng mà, tất cả đều các pháp đều vô thường mà, có cái gì mà thường đâu mà của tôi. À, cho nên vậy mà ngay từ khi mà cái nhà mới cất mà tôi đã xả rồi, cái huống hồ là bây giờ tôi vô tôi ở vừa thời nhà này tiện nghi, vặt mái rồi này kia, đèn đuốc sáng trưng rộng rãi rồi này kia, trời ở đây sung sướng quá. À, lúc bây giờ đó là mới buồn ra, mới khó đó chứ. Còn này chưa có gì hết, tôi vô là tôi đã thấy tôi buồn rồi. Tôi ở tạm chơi vậy thôi, mai mốt đưa tôi lại cái nhà tranh hoặc là tre, tôi cũng dạy, tôi cũng thấy nó cái nhà tốt. Tu hành mình phải có cái trí tuệ của mình, nhìn được cái sống của các pháp vô thường mà, cái sống của các pháp vô thường. Thành ra mình giải thoát ngay từ chỗ vô thường của nó, không lệ thuộc vào cái sự vô thường của nó. Rồi, con đọc đi rồi. Kính thưa Thầy, câu hỏi thứ ba. Con kính thưa Thầy, có người hỏi con, niệm thiện là niệm nào? Con trả lời là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Người ta nói tiếp, ồ sao là tâm bất động? Con bảo tâm bất động là không còn chướng ngại và ác pháp, còn là thiện pháp, thì mới là tâm bất động được. Cô hỏi tiếp, tâm bất động là như thế nào? Con trả lời là tâm không sợ hãi, tâm không lo lắng, tâm không phiền não, tâm không dính mắc chạy theo một điều gì. Kính thưa Thầy, con trả lời như thế nào cho đúng? Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Nào, con trả lời như thế nào cũng đặt hết, không có đúng. Ở đây, chỗ nào mấy con trả lời hay có cái tâm này không đúng rồi. Cái chỗ mà mấy con trả lời biết người ta hỏi như vậy rồi, thì mấy con biết là người ta hỏi hoài cái tâm rồi đó. Còn cái tâm mà không vui, không buồn, không sợ hãi thì mấy con cái gì đi, con vật gì, phải không? Mấy con phải hiểu. Không lẽ con người có cái tâm mà không vui, không buồn, không sợ, không lo, không lắng nữa. Thành ra có tâm thì khác, mà không tâm vô tâm thì khác. Thì do cái chỗ tu tập của chúng ta có tâm chứ không phải không tâm. Nhưng mà tâm chúng ta nó không dính mắc cái gì hết thì nó vô tâm, chứ đâu phải là không tâm. Chỉ có phân biệt con chút đó mà Phật với chúng sanh con chút đó thôi, không có khó khăn, không có phải ngồi tu lâu. Con chút mà Phật với chúng sanh có cái tâm, chứ không có nhiều cái tâm. Nhưng cái tâm của Phật không dính mắc cái gì hết. Còn tâm chúng sanh đụng cái gì cũng dính mắc hết. Tu lại còn dính mắc nhiều hơn nữa chứ. Rồi, thưa Thầy, câu thứ tư. Có người bảo tu tới đích là phải qua 18 loại hỷ tưởng. Có phải vậy không? Kính thưa Thầy, từ bi chỉ dạy cho chúng con. Chà, 18 loại hỷ tưởng dữ tợn thiệt. Một hỷ tưởng mà người ta gần muốn chết là còn 18 loại hỷ tưởng. Hỷ là vui, mà tưởng là do cái tưởng nó làm ra. Mà tưởng thì mình đâu có chấp nhận nó, phải không?
Cho nên vì vậy mà chấp nhận tưởng làm gì, nó đâu có thật. Thử hỏi bây giờ mấy con cứ hề 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 cười hoài, người ta nói bà là bà điên, ông điên, phải không? Mình cũng có lúc cười lúc không chứ, chứ lúc nào cũng hề 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 hề. Thì như vậy đâu có phải là người vui, đó là cái người điên chứ đâu phải là người vui. Cho nên đó là sai, phải không? Cho nên ở trong cái sự tu tập của chúng ta biết, con người bình thường không dính mắc một vật gì, cái gì không dính mắc hết, không có dính cái gì hết thì được. À, bây giờ nó mới còn thấy nè, thầy nói như này, nói không dính mắc thì ai nói cũng được. Nhưng sự thật là mấy con xét ở trong tâm mấy con, trong đầu của mấy con đi, bây giờ đang dính mắc cái đống đó. Chứ không phải là không dính mắc đâu. Mà giờ muốn bỏ ra nữa thì coi thứ coi, nó tôi thích cái đó thì đó đi dính mắc cái thích rồi. Cho nên vì vậy nó bắt đầu nó, mình tu hành, mình ngồi lại mình tu để làm gì? Triển khai tri kiến giải thoát. Mà ngồi đây không có cho tri kiến làm việc, cứ khép chặt nó, cứ ôm chặt nó, làm cho nó chết cứng, thì nó biết cái gì đâu mà nó giải thoát, có phải không? À, mình ngồi đây mình ngồi suốt từ ngày này qua ngày khác tới ngày khác, người ta tri tìm ra cái chuyện, cái sự giải thoát của nó. Các con có làm chưa? Có người nào ngồi 3-4 ngày ở trên cái ghế như thế này mà ngồi như thế này mà tỉnh táo, không có buồn ngủ, hoặc ngồi cứ gục tới gục lui vậy? Chắc chắn là mấy con ngồi rồi tới thì chừng im lặng một chút chắc gục ạ. Cho nên người ta ngồi, người ta tri tìm thì tỉnh táo, người ta sáng suốt, người ta rõ ràng tất cả. Cho nên cái sự sáng suốt đó đó, bữa nay các con thấy ngày nay trước mặt chúng ta có số huynh đệ ngồi trước mặt, nhưng ngày mai cái phòng này bao nhiêu người chúng ta biết rồi. Nhưng hiện bây giờ các con có trí tuệ chứ đâu phải không có trí tuệ. Nhưng ngày mai mấy người có con biết ở phòng này có mấy người không, hay là còn không? Vậy trí tuệ mấy con giấu đâu? Nó đang bỏ ra cái đầu của mấy con chứ đâu, sao không lôi nó ra coi thử coi, phải không? Ai cũng có hết mà tại sao không bắt nó làm việc? Thì đây là tu hành, là bắt nó làm việc đó mấy con. Đặng nó ngồi đây bữa nay, nó ngồi đây chứ nó biết ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia. Nó không còn cái thời gian chia cắt cái tâm của nó ra được. Vậy người ta mới tu chứ. Nó không uổng cái công phu của người ta. Kính thưa thầy, câu hỏi thứ 5. Giờ đây con chẳng tu pháp nào hết, con chỉ có ngồi im, không nói, lắng tâm mình để vô sự tự nhiên. Có sự thì con tác ý xả để không dính mắc cho nó trở về và vô sự. Nên cả ngày không nói một câu nào hết, chỉ khi có niệm phải nói thôi. Con thực hiện như vậy đã đúng chưa? Con kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Chưa. Các con chỉ hiểu một cách lầm lạc rồi. Cái này là sửa lại, phải thưa hỏi kỹ đàng hoàng, chứ không khéo vô cái quan không à, à nó lò vô trong đó là nguy hiểm à. Cho nên nhiều khi mình thấy mình nghĩ tưởng là mình giữ được cái này vô trong đúng chánh pháp đó chứ gì, không ngờ nó không vô đâu, nó đi trật đường đó. Cho nên ở đây một cái pháp nào, bất cứ một cuộc đời mà bỏ hết rồi mà đem cái thân của mình, cái tâm của mình vô đây rồi mà mình không chịu thưa hỏi thì quá uổng cuộc đời của mình. Mới thưa hỏi vậy. Mấy con chưa, mình là người tu mình chưa có hiểu biết được gì, đừng nghĩ rằng tôi hiểu biết. À, trong kinh nó dạy vậy, thầy viết cuốn kinh nó dạy vậy, thầy viết cuốn kinh dạy cho người đó chứ đâu phải dạy cho mình. Mình hiểu qua mình nữa vậy mình hiểu sai nó mất rồi, đâu phải chỗ đó chỗ mình hiểu. Cho nên vì vậy đó, mình phải thưa hỏi ngay bản thân của mình, mình tu như thế nào. Cho nên ở đây các con thấy cái lớp bậc từ thấp đến cao, có thầy người ta hướng dẫn mình đi từ thấp đến cao. Người mới tu, khu tiếp nhận, người ta tiếp nhận mình, người ta chọn thấy mình không phải là cái người mà đến đây chơi,
đi năm ba bữa tuần lễ rồi đi về, thì mấy người này ai dạy cho mất công? Cái người này là người quyết tu thật sự, do đó người ta ở trong cái khu mà tiếp nhận, người ta chọn lấy được rồi thì người ta đưa vào cái khu chiên tu. Khu chiên tu chọn được rồi đó, người ta đưa vào lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 của người ta. Chứ đâu phải mà tu láng tu linh, phải không? Con thấy bây giờ mình đụng đâu mình cũng tu hết, lớp nào mình cũng thấy mình cũng muốn tu hết. Như vậy người ta đang chọn mình đó, mà mình không biết. Bởi vậy cái học sinh nó cũng, con thấy cái trường học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3. Chứ bây giờ cái đứa học sinh lớp 3 mà cho nó xuống lớp 1, nó học với mấy cái em lớp 1 làm sao nó học? Nó đã đọc chữ, nó viết chữ, nó đã rành rồi, mà bây giờ ngồi với mấy cái em mới học ABC thì thử hỏi học làm sao học. Thành ra người ta chọn mấy người. Bây giờ tất cả các con ở ngoài, các con vào coi như là đó là học sinh, đó là học sinh chưa có lớp lang, chưa có biết lớp của mình học lớp nào. Người ta vô đây người ta mới do cái trình độ của mình ở lớp nào đó, người ta mới chọn lần đúng ra cái lớp của nó rồi thì người ta mới cho vào cái lớp của chính mình mới tu học, chứ đâu phải muốn lớp nào. Còn bây giờ vô đây cái mình muốn tu nay là 5 năm, 10 năm rồi, phải cho tôi ở cái lớp cao đó hoặc này kia, chứ cho tôi cái lớp mới vô tôi không tu đâu. Không, thì người ta cũng cho mình vô đó, tu được nhờ tu không được thôi chứ. Con hiểu cho nó. Cho nên đối với cái người mà người ta quản lý, người ta có cái tổ chức của cái ban quản lý, người ta theo dõi từng người để người ta sắp xếp cho đúng cái trình độ, cái lớp lang của nó để mà tu tập. Bởi vì có nhiều người tu 20-30 năm rồi, bây giờ nhìn ra tâm nào tâm nấy, không có cái gì mà giải thoát hết. Chỉ biết nói chút ít nào đó thôi, chứ không có thấy một chút nếm được cái mùi gì giải thoát như thế nào. Bởi vì cái mùi gì giải thoát, mấy con biết không? Giải thoát thật sự mà. Đạo Phật đạo như thật mà, chứ đâu phải là đạo lừa đảo, nó dối chúng ta sao? Rồi con. Kính thưa Thầy, câu hỏi thứ 6. Con kính thưa Thầy, biết là không tu pháp nào hết, nhưng lúc nào ý thức của con cũng hướng tâm đến từ trường tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, có được không? Hay hướng như vậy vẫn bị dính mắc? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con được hiểu. Đó là dính mắc. Mình quyết tâm tu thì mình đến đó người ta mới xem coi cái trình độ của mình ở lớp nào, người ta đưa vào cái lớp đó cho nó cái trình độ của mình ở cái lớp đó. Người ta có người chuyên môn ở cái lớp đó, người ta dạy cho mình. Qua cái lớp đó rồi người ta mới đưa mình lên lớp cao hơn. Cứ như vậy mình mới đến cái chỗ cái lớp giải thoát hoàn toàn chứ. Chứ đâu phải không? Vô cái muốn cái lớp cao, tôi lớp tứ thiền rồi. Tứ thiền gì thôi đó thôi. Đâu phải vậy được. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con nên nhớ rằng đây là có Thầy. Dưới đây là có cái ban tổ chức. Cái gì mà ban tổ chức giải quyết không được, họ sẽ đưa đến Thầy, hoặc là họ đến hỏi ý kiến này. Chứ họ không có làm ngang đâu, để mà giúp cho mấy con. Bởi vì đâu có phải cuộc đời của mấy con là sinh ra để rồi phí bỏ cuộc đời như vậy đâu. Ít ra ngoài xã hội, nếu mấy con không đi tu, nó cũng lợi ích cho xã hội, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho xã hội. Còn bây giờ mấy con đi tu, nó lợi ích cho bản thân mấy con mà lợi ích cho Phật Pháp. Nó quá lớn rồi. Cho nên người ta trách nhiệm, người ta phải thấy có trách nhiệm chứ. Tại sao đây người ta có cái ban tổ chức, người ta có chứ không phải không? Nghĩa là mình muốn vô mình học một cái lớp nào thì cái trách nhiệm của ông thầy giáo, của những người, của thầy hiệu trưởng trường đó, họ phải chịu trách nhiệm với học sinh cái trường đó.
Còn ở đây các con vô tu thì cái trách nhiệm đó thầy chịu trách nhiệm. Thì cho nên cái ban mà lãnh đạo ở đây là do thầy đề cử họ. Họ phải tìm mấy con cái cách thức trình độ như thế nào của mấy con như thế nào, được ở lớp nào. Trong khi mấy con đến đây mới có 3 tháng, 6 tháng đi mất. Tu vậy tu cái gì? Ta chưa có chọn được mình cái gì hết. Ở đây theo cái thói quen của mấy con sống vậy. Mấy con tưởng là mình tu giải thoát, đâu phải. Người ta coi cái thói quen đó như thế nào. Rồi người ta gạt một lần được, người ta tìm cách. Người ta gạt, người ta bỏ cái thói quen đó đi. Để người ta đưa mình đi vào những cái lớp tu tập. Vậy mình tu mới được nhé. Chứ đừng nghĩ rằng tu trước, tu sau, tu cao hơn, tu nhiều năm hơn, tu giỏi hơn. Ở đây chừng nào làm Phật mới giỏi. Chứ chưa làm Phật không có người nào giỏi hết, còn chúng sanh. Mấy con thấy chưa? Các con còn thích gì không? Thưa hỏi thầy, cứ thưa hỏi, đừng ngại. Rồi, con thưa hỏi đi con. Thưa thầy, cho con hỏi trong cái bài tăng hành niệm thầy mới dạy đây đó, thấy nó có hai cái điều mà con chưa được rõ lắm, thì con xin thầy hướng dẫn thêm. Thì con thấy trong những cái bài tăng hành niệm thầy dạy trước đó là nó có cái động tác là lưng thẳng lên đó. Trong cái bài này thì con thấy không có cái động tác đó, thì không biết là có phải khác gì không hay là không khác gì hết. Nó có thể nó mới giảm bớt cái, một cái hành động của thân, nhưng mà còn tất cả những cái hành động khác của thân nữa chứ đâu phải là bỏ hết đâu. Thân hành niệm tức là cái thân động dụng của nó gọi là thân hành niệm. Cho nên bắt đầu vô tu thân hành niệm thì người ta nói muốn chứng đạo phải tu môn nào? Thân hành niệm. Thì lấy cái hành động của thân để mà nương vào đó để mà nhiếp tâm thôi. Đó là cái khởi sự bắt đầu, chứ không phải là pháp môn thân hành niệm mà chứng đạo. Chứng đạo là giải thoát, là trí tuệ mới chứng đạo, chứ không phải thân hành niệm mà chứng đạo. Bác có hiểu không? Nhưng mà trước khi mà cái tâm mình bất động, thanh thản, an lạc vô sự, ngồi bất động được, thì không tập thân hành niệm thì mấy con không bất động được. Người ta biết cách thức, người ta dạy cho mình đi từng bước một để cho mình tu thật. Cho nên thí dụ như mấy con cứ nghĩ mình đi kinh hành mà nhiếp tâm không có niệm nào khởi, đó là đúng sai. Đâu phải nhiếp tâm để diệt ý thức của chúng ta sao? Không, chúng ta phải triển khai cái tri kiến của chúng ta, ý thức của chúng ta phải hiểu biết mọi cái, không ai làm gì động tâm chúng ta được. Ác ra ác, thiện ra thiện, cái gì ra cái nấy chúng ta biết hết, không có gì mà che giấu chúng ta được hết. Người nào ra sao chúng ta hiểu biết hết. Thậm chí như triển khai cái tri kiến như hồi nãy thầy nói, hôm nay chúng ta ngồi đây, nhưng chúng ta sẽ biết ngày mai nó cái phòng này nó sẽ xảy ra cái gì, có người hay không người, hay hoặc là ngày mai nó đông hơn, hoặc là ngày mai cái nhà này nó sẽ sụp đổ như thế nào, người ta biết được cái thời gian sắp tới của nó. Đó. Như vậy người ta mới triển khai được cái tri kiến của chúng ta chứ. Mấy con tu sao mà cái tri kiến của mấy con ngày nay mà mấy con biết được ngày mai, thì đó là cái tri kiến phát triển rồi. Còn bây giờ cái tri kiến của mấy con ù lì, nó không biết cái gì hết. Nó ngày mai nó mù tịt, nó không biết. Ngày mai không biết cái phòng này ra sao, mấy con cũng không hiểu hết. Ở đây thầy thấy hầu hết là mấy con, cái tri kiến của mấy con đâu có chịu triển khai. Người nào cũng ù lì cái tri kiến của mình nè. Mà thầy bảo triển khai tri kiến, đạo Phật là đạo giải thoát bằng tri kiến giải thoát, chứ đâu phải đạo Phật là thiền định. Mà tri kiến giải thoát nó là thiền định. Bởi vì không có cái gì mà làm động tâm được nó là nó thanh tịnh, mà nó thanh tịnh nó là thiền định. Tu không khó mấy. Mà khó sợ cái mấy con hiểu. Thầy dưỡng thầy hỏi, thầy không biết là thầy có phải là Campuchia không ta? Nói tiếng Việt mà sao tụi nó nghe mình dường như nói tiếng Campuchia không?
muốn chết đi. Thành ra thầy cứ nghĩ là mình người Campuchia chứ không phải là người Việt Nam. Nói vậy mà bảo tu vậy mà sao lại nói tu kỳ vậy? Thành ra thầy mới nghĩ cái lỗi lầm của mình, tại có lẽ là mình người Campuchia chăng, rồi mình nói nó lộn xộn, nó không ra Việt Nam, thành ra người ta không hiểu. Chắc mai mốt phải đi học phá thứ gì cũng được. Thầy, như trong cái bài thân hành niệm đó, chỗ mà thầy thay thế hơi thở, cánh tay đưa ra đưa vô á, thì vậy là đưa tay trái đưa ra thì trái đưa vô một, thì phải đưa ra thì phải đưa vô hai. Thì con không biết là tiếp tục như vậy rồi tay trái đưa ra thì trái đưa vô ba, thì phải đưa ra thì phải đưa vô bốn, tức là mình xen kẽ nhau. Có phải gì không thầy? Là đưa cái mỗi bên năm cái hết luôn. Không có, xen kẽ tay này rồi tới tay này rồi tới tay này. Đó là cái giai đoạn đầu mình tu, nhưng mà không phải cứ ôm pháp đó hoài thành Phật. Dẹp tu thời gian, nhiếp tâm được trên thân hành của mình rồi, bây giờ mình thí dụ bây giờ mình tu 5 phút, đưa tay ra biết đưa ra, đưa tay này ra biết đưa ra, đưa tay này vô biết đưa vô, đưa tay này vô biết đưa vô, mà nó không có sanh một cái niệm nào hết, tôi thấy tôi nhiếp tâm được trên thân hành. Dẹp, không tu cái này nữa, tu cái khác. Ta tiến tới chứ, không lẽ mà tôi cứ đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô hoài. Năm này, năm kia, sao tôi thấy ông thầy này, ông cứ kỳ ta, cứ đưa tay ra vô hoài vậy, được, dẹp đi. Không. Cũng như con bây giờ, thí dụ như bây giờ con thấy nhiếp tâm đi kinh hành. Thấy nó không có niệm gì hết. Thôi, mình vậy thì mình cứ mình đi kinh hành cho nó hết niệm. Dẹp đi cho ở đó, tôi cái kiểu đó chắc là riết rồi. Mình khùng mình chờ ở đó, đâu phải vậy đâu. Khi mình nhiếp tâm trên bước đi kinh hành của mình mà không niệm, đây ra tới ngoài đường ngoài kia không niệm, dừng lại không tu pháp này nữa, ta tiến tới, ta nhiếp được cái pháp này rồi, khoảng thời gian này đủ cái sức ta nhiếp tâm rồi, thì ta phải tiến tới ta tu pháp khác chứ đâu phải Phật pháp, đó đâu phải con pháp đó thôi, mà một pháp làm sao đưa ta tới giải thoát được. Thành ra dẹp. Cho nên cái tật của mấy con là hai tu pháp. Pháp nào tu được cứ ôm pháp đó tu hoài. Không biết buông. Ta bỏ. Cho con hỏi thêm là về cái vấn đề xéo tâm thế này. Ví dụ như triển khai tri kiến giải thoát. Ví dụ như là nó khởi những cái niệm. Mà ví dụ những cái niệm đó, ví dụ còn ở nhà hay cái niệm trước đây, nó thường làm cho mình dày vò hay là khổ. Nhưng mà bây giờ nó cũng hiện ra, nhưng mà mình cũng giải tỏa được cái niệm đó bằng cái tâm tha thứ hay là buông xả vậy thì đúng không? Đúng, không sao hết. Nó khởi niệm, tức là con người mình phải có niệm chứ, ý thức thì phải có niệm chứ. Mà niệm đó nó có hại gì đâu mà lại diệt nó chi. Nó có làm xúc phạm con cái gì đâu, nó có làm cho con phải đau khổ cái gì đâu. Thì ngoặt nó niệm gì, nó niệm, nó vui gì đó. Mấy giờ 100 lần niệm tao cũng không sợ nữa. Thấy không? Nhưng mà mình đừng có khởi niệm, mình do mình mượn cái giai đoạn đó mình khởi niệm để nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vợ, nhớ con, nhớ cái này, nhớ kia. Tôi hồi đó tôi ở nhà đó, tôi làm một khu vườn, bây giờ không biết vườn nó ra sao, cây trái như thế nào, dẹp cái này đi. Ở đó ai lo làm ăn, nhưng tôi giờ tôi đi tu rồi tôi không biết cái thứ này nữa. Dẹp hết, cho nó dứt khoát, chứ không khéo nó cứ dính mắt hoài, không được. Nó cho mình có niệm rồi với mình cứ khởi niệm thì không được. Mình có niệm tự nó khởi ra thì nó khởi ra, mình không có cần phải dừng nó, không làm gì nó, kệ nó rồi mày, nó khởi ra một lát nó hết niệm vậy thôi, chứ mình đừng có khởi nó đuôi theo tiếp theo tương tục nó thì không được. Có nghĩa là thầy dạy là cái niệm nó tới là để nó tự nhiên nó hiện ra, mình giải tỏ cái niệm nó đi. Chứ không phải là mình tự mình khởi ra. Mình không có khởi ra. Rồi cái thứ hai nữa là ví dụ như mà nó khởi ra mình giải tỏ được rồi, nhưng mà sau đó nó cứ tới nó lùi hoài thì mình đuổi nó đi luôn. Nó tới nó lùi mình không cần đuổi nữa. Tự nó tới nó lùi thời gian sau đi mất. Cái con đuổi nó rồi bắt đầu bây giờ con phải dính vô trong pháp đuổi à. Con thấy có cái niệm lúc đầu thì nó cũng lạnh, cũng khó khăn lắm. Sau rồi mình giải tỏ lần sau nó thấy nó được rồi nó cũng lại tới nữa. Chắc nghĩ là mình giải tỏa chưa hết sao nó coi như là nó con giải tỏa
nó bị cái pháp giải tỏa của con. Thành ra nó nương vào đó mà nó cứ tới lui với con hoài. Con đừng có dùng pháp nào nữa, ngoài tới tao không dính mắt vào mày nữa. Thì nó đến không làm gì được con nữa thì nó đi mất. Nó không tới nữa. Bởi vì mấy con tu chưa tới chỗ này mấy con không biết có phải vậy không. Sợ nó tới lưu hoài nó mới chết mình chứ. Thầy nói mấy con cứ nỗ lực, mấy con cứ tu đi. Tới mình đừng có diệt nó, đừng có diệt niệm nào hết, cứ để nó đi tự nhiên đi. Rồi nó sẽ... Mới đầu thì niệm mình nhiều lắm, buộc lòng thầy phải cho cái câu tác ý tâm bất động, tâm tàn, an lạc vô sự để nhắc cho cái niệm nó lặng xuống đi. Nhưng mà sau này mấy con tu lâu mấy con đừng có nhắc mấy con sẽ kẹt ở trong cái niệm bất động tâm thanh tàn là vô sự nữa, nó dính nữa. Mà nó không có cái niệm đó thì nó có niệm, thì do đó mấy con xả luôn, cho mày khởi gì khởi, tao chẳng dính mắc cái niệm nào hết. Nó khởi thời gian sau cái hết luôn. Đừng có dùng cái gì mà phá cái niệm của con ấy, để nó trở thành cái tri kiến giải thoát của con, không phải quý sao. Trời đất ơi, mình có cái niệm mình mừng chứ, có cái trí tuệ mà mình chứ, mình triển khai nó theo cái chiều hướng giải thoát thôi. Nên để cho nó đừng có dẫn dắt mình theo cái chiều mà dục lạc của thế gian. Có vậy thì mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Nghĩa là cái niệm nó cởi ra, mình hướng nó về cái hướng giải thoát cao thượng gì đó, buông xả gì đó, đừng có để theo cái những cái hướng mà kiểu như đời hay là bình thường. À, mới đầu thì con vậy, sau nó con chẳng có thèm hướng tới nó thượng gì nữa, nó tới lui con riết rồi nó đi mất. Mà con hướng nó muốn cho nó thượng thì và dần nó cứ nó tới lui hoài, thăm con hoài. Con thấy thì vậy là cái niệm nó cởi lên đều xả hết. Thì đó mới đầu con. Nhưng mà có những cái niệm con thấy nó dùng cái tri kiến giải thoát mình sẽ bộ nó cũng khó khăn quá, mà tác ý tâm bất động thì nó nhẹ hơn. Thì đó, nó nhẹ mau hơn, dạ. Nó ngắn gọn hơn. Vậy được không anh? Được, mới đầu thì phải tu vậy. Nhưng mà tu thời gian phải dẹp để không dính hạ. Xin cảm ơn. Ừ. Nói chung là thầy bị lớn tuổi rồi. Chứ mà thầy mà còn nhỏ tuổi thì kiểm tra. Thì thí dụ như bữa nay thầy kiểm tra 5 người, chỉ 5 người thôi. Thì ngồi thầy coi, nhiếp tâm thầy coi, hít thở thầy xem, mà coi ra nó như thế nào đúng. Còn bây giờ lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, mệt, cực. Để thầy cố gắng truyền thừa một người nào cho xong họ thay thế thầy họ làm công việc này. Chứ không khéo thầy ra đi rồi chắc mất luôn. Mấy con tìm người được như thầy khó lắm, cho nên thầy cố gắng tìm một cái người thừa kế để cho họ kiểm tra mấy con, họ dẫn dắt mấy con. Và thầy di chúc lại là phải tổ chức chặt chẽ để kiểm tra. Thí dụ như bây giờ mình kiểm tra 5 người thì người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đến người thứ năm kiểm tra như thế nào, coi họ như thế nào, tâm họ như thế nào, cách thức ngồi đi đứng như thế nào, coi kỹ lưỡng đàng hoàng. Người ta đã bỏ hết một cuộc đời, người ta đi tu rồi, mình có cái trách nhiệm rất lớn, không thể nào mình bỏ qua hơn cuộc đời của người ta. Ai cũng muốn tu giải thoát, vì đời quá khổ mấy con. Cho nên vì vậy mà mình được giải thoát rồi thì mình phải cố gắng mình giúp đỡ cho những người sau người ta được giải thoát, chứ để không người ta phí bỏ cuộc đời. Thôi bây giờ tu ngoài lời lời như vậy đó, chắc chắn là phải phí bỏ hết cuộc đời của mấy con hết rồi. Giải thoát mấy con giải thoát không được, quá ổn. Thầy sẽ nỗ lực, thầy tổ chức trở lại cho đàng hoàng, cho hẳn hoài hoàn toàn, để rồi có cái sự kiểm tra đôn đốc cho mấy con tu tập, cho tiến tới, cho nó đào tạo. Chứ mà tổ chức mà kiểu mà tu chơi chơi thì mấy con cũng biết rồi. Thế từ khi mà pháp thì đưa ra dạy tu cho đến bây giờ chưa có người tu chứng.
trong số đó chứ không người tu chứng, chớ đà có. Bởi vì không phải gì, tại sao thầy không dám tuyên bố cái người đó ra? Thì sợ ba ông đại thừa ông tìm cách ông hại thầy, người của thầy mất. Ông ghét thầy dữ lắm chứ không phải không đâu. Bởi vì có một người tu chứng mà của pháp thầy thì đại thừa nó lét dễ mất. Rồi con, nào. Kính thưa thầy, có một câu xin thưa hỏi. Kính thưa thầy, cho con được hỏi. Xin thầy giảng kỹ lại cho con tâm không dính mắc, tức là tâm vẫn có các trạng thái buồn, vui, đau đớn, xúc động bình thường nhưng không dính mắc, có phải không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Sao con nói không dính mắc mà con nói buồn vui trong đó rồi? Có buồn có vui dính mắc rồi còn gì đâu. Nó không dính mắc thì nó không buồn vui, có phải không mấy con? Mà nó có buồn vui thì nó dính mắc thôi. Thành ra mấy con hỏi câu hỏi, mấy con coi chừng mấy con hỏi nó sai ý mất rồi. Rồi còn hỏi gì nữa không con? Rồi con hỏi đi. Dạ, kính thưa Đức Thầy, cho phép con xin được thưa hỏi. Trên bước đường tu tập, khi rơi vào trạng thái của định tưởng, lo ngại sẽ dẫn đến liệt ý thức, không làm chủ được, sẽ rất nguy hiểm. Thưa Thầy, vậy khi ở trong trạng thái định tưởng, chúng con phải làm sao để trở lại trạng thái bình thường ạ? Xin Thầy từ bi. Thì dẹp cái pháp đây, đừng có tu tập cái pháp đó nữa. Đừng có tu nữa, nó sai rồi đừng có tu nữa, dẹp. Bắt đầu bây giờ đó mình phải thưa hỏi kỹ lại vào vị Thầy hướng dẫn cho mình những cái phương pháp tu. Người ta sẽ dạy cho mình cách tu trở lại, chứ đừng có tu pháp mình đang tu, nó tập. Thưa Thầy, khi ở trong trạng thái của hỷ lạc do ly dục ly ác pháp mà có, là nhờ ta tinh tấn siêng năng hàng giây hàng phút để có được, lúc nào ta cũng tỉnh giác sáng suốt, nhận biết một cách rõ ràng trên bốn chỗ nhớ nghĩ quán niệm là chánh niệm lực, sức mạnh tinh thần, dùng ý thức lực để sai bảo đại lui những chướng ngại tâm tư và ác pháp trên thân. Vậy chúng con cần lưu giữ trạng thái hỷ lạc đó không? Hay chúng con hãy để trạng thái tự nhiên, bình thường? Xin Thầy từ bi chỉ dạy không hệ cho con. Tu thì bình thường thôi con, đừng có chạy theo hỷ lạc. Hỷ lạc đó là một cái cám dỗ, cái quyến rũ của các cái tưởng của mình, ở trong người của mình. Mà nó dựa vào như bốn thiền, hoặc là nhị thiền, tam thiền, mỗi thiền thì nó có cái hỷ lạc riêng của nó, cho nên nó dựa vào đó. Khi mình rơi vào trong cái thiền nào đó thì nó hiện ra cái mình thấy thích, thì mình bị nó lâu cuốn mình, cho nên dẹp hết cái này đi. Bởi vì tâm bình thường, tâm thì đạo, làm sao mà mấy con tu tập có sức tỉnh của mình mà mình giữ được cái tâm mình bình thường, ai nói gì không giận, ai làm gì không buồn phiền, ai làm gì không chướng ngại trong tâm của mình, đó là giải thoát. Có vậy thôi. Tu nó dễ, không có. Mà cái thiền mà đông độ, cái thiền mà hiện bây giờ mà ở trong kinh sách mà viết ra nói là Phật, chứ sự thật ra thầy viết là của mấy sư tổ của thiền đông độ của Trung Quốc mà viết ra. Cho nên như vậy mà chúng ta bây giờ gạt bỏ rất là khó, không phải dễ. Cho nên người ta dễ lầm lạc mà người ta tu, rồi người ta bị rơi trong những cái trạng thái đó. Cho nên như vậy bây giờ mấy con cứ giữ cái tâm bình thường thôi. Bình thường tâm thì đạo, nó là đạo ở trong cái tâm bình thường. Mình giải thoát là giải thoát ở tâm bình thường. Ai làm gì cũng giận, cũng buồn, cũng phiền, cũng rầu, cũng lo, cũng lắng gì hết. Còn mất tất cả các pháp điều vô thường. Mình chỉ học tất cả các pháp điều vô thường đủ rồi. Mình không dính vào cái chỗ nào hay là giải thoát. Hôm nay tôi có duyên, tôi ở tu viện, tôi tu. Ngày mai tôi không duyên, tôi ở chỗ nào tôi cũng tu, chỗ nào tôi cũng tốt. Theo thầy thiết nghĩ, cái sức mình ăn nhiều mình ăn, ăn no thôi. Đừng ăn đói, đừng ăn ít. Đừng có theo cái ăn bằng phương pháp này, bằng phương pháp kia. Mình ăn như người bình thường. Rồi mình tu và mình lo tri kiến giải thoát của mình. Để mình tìm hiểu, hôm nay mình ăn mà mình thấy mình còn thèm, thì mình dùng cái tri kiến giải thoát của mình
tất cả các cái thực phẩm đều là bất thịnh, người ta nấu thôn thò gì trên nó để bữa qua ngày hôm sau nó thiêu thúi, nó không có thanh tịnh gì đâu mà ham ăn. Ngăn chặn nó bằng cái tri kiến của mình, thì do vì vậy mà mình giải thoát khỏi cái ăn cái uống của mình chứ có gì đâu. Cho nên trong cái sự tu tập của mình dùng cái tri kiến của mình rất nhiều để cho mình làm chủ lấy mình tu tập nó tốt, chứ không có cái gì. Còn mình cứ chạy theo, cứ lo ăn, lo uống, phải ăn ít, phải ăn ngày kia mới tu được. Phật đâu có dạy mình ăn ít. Ngày đi khất thực, đi xin ăn mai mà người ta cho ăn no, đó là phước. Còn không khéo, người ta không cho, nó về nhịn đói nữa là khác. Cho nên vì vậy đó, bây giờ mình ở trong tu viện của mình, mà có mình cứ ăn no thôi. Ngày ăn bữa ăn no thôi, có vậy thôi. Rồi còn thời gian rảnh rang đó mình ngồi chơi, mình nhiếp tâm, mình triển khai tri kiến của mình ra để cho tất cả các pháp thế gian không dính mắc, không làm cho mình phải thích cái này cái nọ kia, đủ rồi. Có thể là con cũng theo cái pháp hướng dẫn. Còn ví dụ như mà mình có cái bệnh mà đau ruột thừa thứ sao mà mình có thể đuổi theo cái bệnh hết, hay là mình phải đi bệnh viện để mình mổ rồi chuyển nghiệp thứ xong cho con biết rồi. Nếu mà cái sức mà tác ý của mình nó đủ lực thì mình không cần đi bệnh viện, cần đi bác sĩ. Họ mình tác ý đuổi, thọ là vô thường, tất cả bệnh trên thân này ruột thừa bệnh gì đi, tao cho mày chết. Chết là nhân quả, nó chết là do nhân quả, tao hết tao chết chứ không phải mày muốn mà tao chết được đâu, tao không sợ thì nó đi. Rồi còn mình sợ đó thì thôi làm ơn đi bác sĩ đi để được rồi. Rung xong, ví dụ như là có những người mà ăn một ngày khoảng 3 bữa bình thường nhưng mà vẫn là ăn chay, nhưng mà ví dụ như là bệnh trong thân có thể đuổi theo cái pháp của Sâm hướng dẫn có thể nó đi hay là không? Cái người nó ăn chay phải không? Dạ ăn chay hoàn toàn. Rồi bây giờ bệnh phải không? Dạ. Rồi định đi bác sĩ hay sao? Dạ không đi bác sĩ, nhưng mà nghe con kể theo cái pháp của sư ông hướng dẫn đó. Rồi bớt bệnh đó, cho nên là mấy người muốn tìm tòi đến để hỏi theo cái pháp này. Nhưng mà người ta không ăn theo đúng giống như là ký ở mình ở nơi này, nhưng mà người ta ở chùa thì sao mà người ta muốn là đi theo cái pháp này có thể nó bớt bệnh theo được phần trăm hay sao xong chắc không? Coi như là người ta đã dùng cái pháp của thầy mà đã giảm bệnh rồi thì người ta tin cái tính lực, cái lòng tin đó. Người ta dùng cái lòng tin, người ta chẳng đi bác sĩ, chẳng uống thuốc gì hết, bệnh nó rút lui mất. Nhưng mà dạ tư xong, nhưng mà vẫn ăn 3 bữa được. Được cái không sao hết. Dạ, ăn mà... chay chứ đừng ăn mặn. Dạ ăn chay với tư xong mà. Dạ tư vấn cảm ơn. Con xin kính bạch thầy, chị con thì đang bị bệnh rất nặng ạ, vì chị con bị ung thư ạ. Nhưng mà vì cái tình thương, khi mà chúng con biết pháp thầy thì chúng con muốn cho chị con là tác ý đuổi bệnh, thì chị con cũng nghe và làm theo. Thì từ năm ngoái thì cái bệnh của chị con thì nó cũng ổn định ạ. Cái đợt này chúng con đưa chị con vào đây thì chúng con cúi xin thầy quy y cho chị con, để chị con được gieo duyên với chánh pháp, và chị con có cái niềm tin, có cái chí tín để quyết tâm đuổi bệnh. Vì quê hương Thái Bình của chúng con bạch thầy là rất là khổ. Người dân thì một vụ lúa thì 5-6 lần là phun thuốc trừ sâu, người ta mò cua bắt ốc để thọ dụng hàng ngày, cho nên là suốt ngày dùng thuốc con bạch thầy. Và chị con thì cũng không ngoài cái chùm nhân quả đó. Thì cái ước nguyện của chúng con ấy là muốn cho chị con dùng pháp Phật, pháp thầy đuổi được bệnh, để pháp thân của chị con có thể giáo hóa cho tất cả mọi người, để cho người dân quê con người ta biết ăn chay, biết hướng thiện, để người ta bớt khổ. Thì đấy là cái tâm niệm của chúng con, cái tâm nhân niệm thứ nhất của chúng con. Thì con mong thầy tiếp thêm sức mạnh, con xin thầy chỉ dạy để chị con nỗ lực để vượt qua được nhân quả, sống với cái tình thương. Và con nghĩ rằng là cái tình thương thì nó có thể thay đổi được nhân quả.
Thế con xin Thầy chỉ dạy để cho con tiếp tục trong gia đình, với gia duyên nặng thì chúng con cũng có thể tiếp tục để được giải thoát ngay trong hiện tại. Con cúi xin Thầy. Đức Phật đã dạy mấy con rất rõ rồi. Trong còn sống trong chiếc áo cư sĩ trong gia đình, mấy con có năm giới, giữ trọn năm giới cho thanh tịnh, tức là mấy con đã sống đúng theo Phật giáo rồi. Có gì đâu, tu tập mà giữ gìn năm giới tức là tu năm giới chứ có gì. Mình vi phạm một giới nào ở trong năm giới đó thì tức là mình không tu tập, thiếu sự tu tập, cho nên có năm giới rõ ràng. Vì vậy đó, mà mấy con lấy năm giới làm căn bản cho cái người tu tập tại gia đình của mình quá tốt. Cho nên mấy con hỏi pháp cho cao, rốt cuộc rồi năm giới mấy con lung tung ở trong đó thì coi như là không đạt được cái gì nữa đâu. Năm giới thôi, Thầy ở đây chỉ dạy cho mấy con cứ năm giới, giữ trọn cho năm giới trọn đẹp, không có cái giới nào vi phạm. Rồi từ năm giới đó nó sẽ đưa dần mình. Bởi vì con đường tu nó không phải ở trong gia đình mình tu để mà mình làm Phật ngay liền được đâu. Đức Phật còn không ở trong cung vàng điện ngọc tu mà để làm Phật, mà còn phải đi ra rừng, ra rú ở mình dưới cội cây. Thì mấy con biết là đâu có phải một chuyện dễ. Cho nên vì vậy nó muốn tu làm Phật cũng phải dễ đâu. Mà ở trong gia đình mình phải tu đúng pháp của gia đình. Nó có năm giới. Bây giờ về coi lại năm giới của mình, coi mình còn đúng không, có phạm cái lỗi nào không. Bây giờ ví dụ như tâm con không ăn thịt cá mà con thấy trời con cá này ngon quá, đó phạm rồi đó. Mấy con thấy một chút xíu rồi, cái ý mình gợi lên mình thấy ôi con cá này ngon quá, đó là mình đã phạm giới rồi. Chứ chưa phải là ăn đâu, mà cái ý của mình, ý của mình. Cho nên vậy mà trong lúc đó, trong năm giới mấy con phải cố gắng giữ gìn cho trọn vẹn thì nó thanh tịnh trong sạch của năm giới, thì mấy con thấy hạnh phúc gia đình của mình tràn đầy. Chừng đó cái mức độ đó nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ vị trí của mấy con tu cao hơn. Chứ bây giờ mấy con muốn nó cũng dẫn tới dẫn lui, mấy con cũng trở về gia đình. Thầy thấy bây giờ mấy con ngồi tĩnh tâm vậy chứ rồi nó dẫn tới dẫn lui mấy con. Cũng gia đình nó cũng réo rắt mấy con, nó cũng tiêu réo mấy con, nó cũng tới cũng lui chứ nó không có bỏ qua mấy con đâu. Nó cũng tìm cách nó đến, nó gặp mấy con, nó làm động mấy con, chứ chưa chắc nó để cho mấy con yên tu đâu. Tôi thương mẹ tôi mà biết mẹ mình đi tu rồi, mà thương mẹ cứ đến nó làm cho động mẹ, làm sao mẹ tu được. Mẹ đi tu chứ bộ mẹ đi làm công việc gì sao mà đến đây phụ giúp làm. Thì mấy con thấy nội ở đây thầy thấy không, mấy con có con có cái có này kia rồi mấy con thấy nó đến nó phá nó làm động mấy con chứ chưa chắc nó thương theo kiểu thế gian của nó chứ không phải là nó thương theo kiểu tu hành. Con đã thương theo kiểu tu hành là mẹ mình tu vậy đó, mình mong sao mẹ mình sống yên ổn một mình để mẹ mình đi đạt được cái kết quả làm chủ được thân tâm này. Đó là mình làm sao mình cố gắng mình tránh chứ. Chứ mình đem cái tình thương của mình, mình gặp mẹ, mình nói chuyện này chuyện kia, mình gửi cái tình, cái ái, cái sự hoài vậy, làm sao mẹ mình tu. Mà trong khi bà mẹ, con gái bà không thương sao được. Cho nên mới gặp con bà cũng mừng, cũng rỡ, cũng này, cũng kia. Làm cho tâm bà cũng rối ren chứ đâu phải là làm cho tâm bà được giải thoát đâu. Khổ nổi vậy đó. Mà chuyện đó làm sao thầy rầy. Mẹ con đang mặt trời đất ơi rầy, sao rầy sao. Nó khó khăn vậy đó. Con ngồi Việt Nam hơi thở. Hôm nay là chỉ có là đi trải nghiệm tỉnh giác được 1 tỷ, như thế là cũng thể là tấm của mình cũng nhẹ nhàng hơn mà thoải mái hơn. Dạ. Phần thứ hai nữa là cái 18 đêm một đi nghiệm hơi thở thì cũng không ngồi để đi nghiệm hơi thở, mà chỉ có sau khi nghỉ thì ngồi để quán xét quán vô lầu để đẩy lùi tất cả những cái pháp. Thì khi con nhận được cái pháp đó thì con cũng thấy nhẹ nhàng. Trong gần 1 tháng chúng con thực hiện ở đây thì chúng con thấy nhẹ nhàng. Như thế thì con xin bạch thầy là có đúng không, thì thầy xin hướng dẫn để rồi đấy chúng con về
thì hàng tháng chúng con thò bát con tay để hướng dẫn cho chị em hành theo sự hướng dẫn của thầy sớm được thanh thản hơn. Xin thầy chỉ dạy. Sự thật ra mấy con tu mấy con phải biết, mình tu mình phải biết cái sống, cái cuộc sống của mình nó ảnh hưởng đến cái pháp tu tập dữ lắm. Mà cái sống của mình nó chưa tròn, chưa đầy đủ, nó chưa tròn, nó còn đậm, thì cái pháp tu nó bị ảnh hưởng, nó khó tu lắm. Cho nên cái cuộc sống của các con phải biết mình đến đó, mình quyết tu rồi thì mình phải đến đó, mình tìm cái sống trước, cái cuộc sống, chỗ ăn, chỗ ở của mình như thế nào cho nó ổn định hoàn toàn, cho nó không còn lo lắng, không còn nghĩ ngợi, không còn gì hết, thấy nó đúng như hợp với tinh thần của mình rồi, thì chừng đó mình mới ở đó mình quyết tâm tu. Còn nó chưa hợp thì thôi mình nên đi chỗ khác, chứ còn đừng ở đó tu không được đâu. Thầy có 50-80 tuổi rồi, mà tổ nguyên thủy của Nghệ An chúng con thì cũng không phát triển được mấy, cũng chỉ có khoảng trên dưới rồi trên 30 người thôi. Qua trường Minh Quang hướng dẫn thì chúng con cũng thấy rằng cuộc đời cũng hết rồi, không còn gì nữa, cho nên cũng buông xả để cố gắng theo sự hướng dẫn của thầy, sự pháp của Phật và sự hướng dẫn của thầy để chúng con sớm được thanh thản hơn. Thì vào đấy con cũng mong thầy được gặp thầy để đảnh lễ thầy và mong thầy. Thầy chỉ lo vô đây ở đây chừng tuần lễ hai tháng nửa tháng cái chạy về chứ chạy vô ở đây bữa hai bữa cái chạy về thôi, cái chuyện đó thôi. Mất công thầy. Bởi vì khi tu thì bỏ hết, con cái không có còn mà chạy tới chạy lui chạy qua chạy dọc chạy ngang gì nữa hết, bỏ dẹp xuống hết. Ở đây tu dưới cái cuộc đời nó khác, nó không có giống nhau, nó xa lạ lắm. Hai bên, một bên thì sống một mình độc cư toàn vẹn, còn một bên nó sự sống con cái rồi gia đình này kia nó ồn náo lắm. Thành ra cái sự tu phải chọn lấy con đường tu là chọn lấy con đường sống một mình. Mà vô đây mà cái ban quản lý ở đây mà thấy mình sống một mình chạy là thất, người này người kia nói chuyện thôi, mấy người này thôi, trong trò đi về cho rồi, chứ họ không muốn họ ở chỗ này chút nào. Tại sao vậy? Bởi vì họ ở đây mất công mình. Thà là một người mà tu chứng làm Phật còn hơn là nhiều người mà tu không chứng. Còn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hằng ngày khi ngồi chơi thì con có những cái niệm tào lao khởi lên, thì con có suy nghĩ rằng đây là những con, thì con nhận biết đó, khi con nhận biết được những đó, niệm đó là niệm tào lao, thì con có suy nghĩ là đó là những cái niệm nó không hại gì ta hết, nó đến thì nó tự đi, ta không cần phải bận tâm. Còn có những lúc thì có những niệm như trước đây khi con chưa gặp được chánh pháp thì nó cũng làm cho con buồn rất là nhiều. Nhưng hiện giờ nó khởi lên thì con có cái suy nghĩ là tất cả đều là nhân quả, không có gì là phải buồn phiền bực bội gì hết. Thì con chỉ suy nghĩ như vậy thôi, con không có tác ý gì thêm hết. Thì con không biết là con tu như vậy có đúng hay không. Thì con cũng kính xin thầy chỉ dạy. Và những cái niệm nó khởi lên như vậy, con có dùng những niệm đó để triển khai tri kiến hay không? Thì con kính xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. Muốn triển khai tri kiến cho đúng thì phải thưa hỏi cái ban tổ chức, cái người mà người ta hướng dẫn cho mình, người ta chỉ cho cách thức mình triển khai tri kiến giải thoát. Mình tri kiến giải thoát mình không triển khai, mình triển khai tri kiến mà không giải thoát mới chết mình đó. Bởi vì hai cái này nó cũng là tri kiến hết, nhưng một cái nó giải thoát, một cái nó không giải thoát. Một cái nó nằm ở trong chính kiến của Đạo Phật, còn một cái nó nằm ở trong tà kiến của Đạo Phật. Cho nên vì vậy mà cái gì mình cũng phải hỏi những cái bậc thầy, người ta tu tập, người ta đi qua, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình biết cái tà kiến, cái chính kiến. Bởi vì các con biết là Đạo Phật có 8 lớp bát chánh đạo, nhưng mà cái lớp chính kiến các con chưa học, các con đâu có biết cái nào là chính kiến đâu. Nghe nói chính kiến hay chính kiến chứ mấy con chưa biết. Cho nên vì vậy mà do đó sau này nếu mà có đủ duyên thì có những người có trường lớp đàng hoàng,
thì cái lớp chánh kiến người ta sẽ mở ra thì mấy con sẽ biết chánh kiến. Bởi vì chánh kiến nhìn cái đống cát, nhìn cái cây kia, nó là chánh kiến hay là tà kiến biết liền. Còn mình giờ mình nhìn mình thấy cái cây đó nó dậy dậy đống cát đó dậy 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 chứ mình chưa biết nó là chánh kiến hay tà kiến của mình. Mình chỉ thấy biết nó thôi chứ mình chưa biết nó là tà kiến hay chánh kiến. Còn người mà người ta đã học chánh kiến tà kiến thì người ta biết họ cái thấy biết của mình hiện giờ trong trí của mình đây là chánh kiến nè. Còn cái thấy biết của mình hiện giờ đó, cái này là tà kiến nè. Nhìn cái đống cát đó mà nghĩ tưởng đến nhà cửa sang đẹp thì đó là tà kiến chứ đâu phải chánh kiến được. Còn ham thích pháp thế gian cho nên người ta sẽ dạy cho mình học. Mình tiếc gì mình chưa có đủ lớp, chưa có đủ lớp. Các con thấy 8 lớp học của Phật giáo mà bây giờ mình chưa có được một cái lớp nào để cho mình giảng dạy cho tu sinh học hết. Cái tri kiến, cái sự hiểu biết, cái tri kiến của tu sinh mà không có thì giờ có tu cũng tu tập đặt đường hết chứ không có tu đúng đường. Mình hiểu rồi mình mới tu mới đúng đường. Phật kính bạch thầy, như theo sự hiểu biết của con thì con nghĩ mọi việc xảy ra không có gì ngoài nhân quả hết, nên mỗi khi niệm các cái niệm mà làm cho tâm con bị chướng ngại, bị buồn phiền, con chỉ tác ý tất cả đều là nhân quả, đã vay gieo nhân quả mất gì phiền, các nhân quả là đa phần như vậy, có đúng không thưa thầy? À, nó cũng được nhưng mà nó đỡ gạt thôi chứ nó không đi sâu vào, nó không hết, nó cứ còn hoài. Okay. Nó không hết. Còn cái này là người ta sử dụng cái chánh tri kiến của người ta hiểu tận nguồn gốc của nó cho nên như vậy mà nó không khởi niệm ra được nữa. Có nghĩa là con phải cần phải triển khai tri kiến cho sâu thôi. Ừ. Bởi vì thầy nói đạo Phật đạo trí tuệ mà cần phải triển khai cái tri kiến của mình. Okay. Thì mình càng hiểu biết càng rộng sâu chừng nào thì sự giải thoát càng rõ chừng này. Kính đội ơn thầy. Kính thưa trưởng lão, kính thưa quý sư và kính thưa quý cô, thì cái thời gian nó cũng có hạn, và đến đây thì cái thời gian nó đã hết, thì xin quý cô với quý sư có gì thắc mắc thì xin để lại một cái ngày khác cho quý cô xin chào. Thôi bây giờ thầy ra về thì nghỉ, rồi có dịp khác sẽ gặp thầy, rồi mấy con có cái gì mấy con ghi lại những câu hỏi để hỏi thầy trong cái kỳ tới để cho mình tu tập đừng có sai, đừng có sai lạc mấy con. Thôi xá thầy thôi mấy con, xá thầy thôi.